Tao nắm đầu mày cho luôn. Mày. Ây da. Mày buông không? Ây da. Cái gì? Ủa? Ngồi làm gì vậy? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì là gì? Trên đó có gì đâu. Cái gì vậy? Trên đó gì đó đỏ đỏ à? Không có nữa. Ơi, thay mấy cái cột này có hết trơn luôn á. Nè, cái nhà hay đâu chỗ cái góc đây. Có hai cái đó đó. Hay là cái nhà bị trắng yểm ta. Cái nhà bị trắng yểm á. Ông ở bên kia. Sao? Ông ở bên kia. Ông ở bên kia à? Sinh đôi. Ừ, sinh đôi. Nhưng mà do khi mà hai ông cùng nhau mà muốn đi tu. Cái. Cùng nhau muốn đi tu. Cái. Hai ông đều phát tâm đi tu mà cả. Nhưng mà khi mà ông này nói lúc mà lên ở cái khu này bên đây nè, một thời gian là chỗ ẩm bển ngồi ngay ở cái xài đó. Ừ. Ông tu một thời gian thì đó là cái ông này là tâm ông chưa luôn được. Thì ra ổng thấy cái bà này, bà đàn bà lận cho ổng một cái bát cơm mà trong trọng á, lúc đầu là cơm chay, nhưng mà khi ông ăn vô á thì nhìn lại là toàn máu, là bắt đầu á ông này mới là giống như bị bà này đã giống như tu mà tự nhiên ăn cái đồ tanh. Ừ. Máu. Và ông này ông bị giống như là ông chợt cái tâm ông nổi dậy hết, thành ra ông buông bỏ, ông tà tâm cái nổi lên rồi thành ra cái xăng, rồi thành ra ông cũng dĩ đó, cái ông mà công mà bên bển là ông ăn ông đem em nè, rồi cổ nẻo ra gầm hoài luôn, có nghĩa là ông bên ông ăn ông đem em, hiểu không? Mà ông em này ông bị ông dằn, ông bị tà ma quấy nhiễu. Ừ. Rồi ông đi theo. Mà sao đó cái nhà này người ta sợ người ta không dám ở. Người ta có trắng là trắng, nghĩa là giống như người ta xua đuổi nhưng mà không được. Cái nhà này có trắng này, trắng phép rồi, trắng bùa. Kìa rồi cái kẹt kìa. Mấy bà làm gì hoài? Không sợ làm lại. Mấy bà ở bên ngoài á, cần gì á thì nói đi chứ giờ làm gì. Bên ngoài gì? Sáng chưng là sao không? Kìa cái kè nhìn qua thấy nè, đang bên ngoài luôn. Cẩn thận mày, chậm chậm thôi. Ê, từ từ nghe. Nam mô A Di Phật, cho hỏi ai bên ngoài vậy? Mày bình bình lặng. Chui cái đấy là mày nhìn ngoài. Gì? Đưa cái đầu ngoài nhìn đi. Từ từ cứ cẩn thận thôi. Có gì không? Có
có gì không? Không lỏng không có là tao. Cây đâu đâm đi, thấy ở kẹo khe cửa thấy bóng lướt qua rất lợn, nhìn qua chống lỏng à. Gì? Trời ơi, không mày nhìn nó mà làm gì? Có sao? Nó nằm bên tường kia nha. Ai gãy tay, gãy tay. Ai da. Kẻ nó ép nó luôn rồi. Nó nắm đầu mày thô luôn. Ai da. Mày buông không? Cái gì? Đừng buông anh. Sao nhìn quá không thấy gì chứ mà. Tôi đốt luôn. Thấy không? Chưa. Nó buông rồi, buông là ta chứ mình đâu có làm ta quá được. Mình chỉ biết là họ sợ là được. Ý cái cạnh kìa. Kìa. Thấy mấy kẻ kẻ thấy bóng hớt và phớt lại. Thấy mà mình nhìn ngoài thấy không? Đâu nhìn thấy. Cái lội không mắt ra gì. Đưa em cho thành xin quay áo quá. Xin quay gì? Một phát một cọ. Kìa, thấy không? Đó. Gãy cây luôn. Đóng cửa không được. Nó ở ngoài á. Đây, 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 đây. Nè, nè, nè. Lấy cái này nè. Trời, lấy cái này. Nè, lấy cái này mà quăng ngoài. Sợ. Nó tiêu hả? Gài được không? Ủa sao kỳ gài không được? Không có chỗ gài. Có chỗ gài mà, không tới kìa. Ủa vậy làm vậy chứ gì? Có kỳ vậy? Nó đi phút ở ngoài luôn kìa. Ừ thấy á. Mày kiếm gì tụi lè làm cái đi phát cho củi vô. Nè cái chân ghế nè. Mà lấy đi tao không vậy sao đó. Lì hả? Đã tôi nói tôi không có muốn rồi. Mày kìa. Ý gì? Chụp xíu nữa à. Xin que thiệt rồi. Ổn rồi. Sao tâm nó tâm vô vậy trời. Mấy người muốn về làm gì? Thấy ngoại. Ừ. Hai con luôn. Hai bà. Quý cứ nào ra để không ta? Nào ra đi vòng ở trước đi. Đi ra luôn hả? Ừ. Đứng ra vô ra. Cái gì luôn? Mấy người bên ngoài á, muốn gì á thì có thể nói hoặc là bằng cách nào cho cô cháu cũng hiểu đi. Chứ mà làm những hành động như thế này á thì các người cũng không được điều gì đâu. Và lại hại cái linh hồn của người không được ai giúp đỡ nữa. Tự nhiên cái mắt tiêu luôn ta. Đi. Ý tiếng gì này cả nhà thấy nè, trên phía trên này có cái đỏ 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 như vậy. Đỏ nè cả nhà thấy không, để con zoom lên cho cả nhà xem. Như đỏ là trắng á. Ừ nè thấy không, tất cả cái kèo đều có miếng vải đỏ hết đó. Người ta cũng sợ rồi đó, nhưng mà giống như có cái điều gì đó họ sợ nhưng mà họ làm không được. Không hiểu. Ừ. Người ta làm nói chung thì cũng
Mô Phật, thì bây giờ cái Hương Linh ơi, cậu cháu tôi đến đây cũng bằng cái tâm ý để giúp đỡ thôi, chứ không phải để hại hay bắt cái gì cả. Bây giờ nếu mà cần thiết... Cái gì? Cái gì? Chết. Cái máy lửng. Cô gần thêm đứng đó mà dùng bay đó rồi. Cái gì? Vậy? Ổn không? Có gì không? Ông mày muốn đem nó đi. Đem đi hả? Ừ. Nhưng mà ổng bị ông kia cản, chứ không chắc là... Sao biết tên mày? Biết tên họ luôn. Phải có mặt chiếc chữ vàng như cho đội tổng này trắng sao ta, sao biết họ tên vậy? Tên luôn. Không có gì là không biết. Cho dù ông có biết chăng nữa, ông cũng không làm được gì đâu. Ông á, ở đây chúng tôi đã cố gắng đến giúp ông. Tâm ông không buông bỏ thì ngàn đời ngàn kiếp sau ông vẫn ở đây. Sau này cái nhà này cũng mục đi, xác nhà cũng nằm xuống, cũng như cái xác ông đã nằm rồi ông không buông bỏ nữa. Ông không có chỗ trú ngụ nữa, ông lại tiếp tục làm những điều nằm trong thân thể của mày. Kiếm gì mà kiếm? Thân thể của có mày khi nào mình nghe mà cũng như là ông đánh cho tâm thức mình mà có thoải mái cái gì không nghe. Mọi người không nghe được mà mình nghe không? Nghe không? Không biết. Nó gian gian chứ, không biết. Nhưng mà nghe như thật ở ngoài luôn. Ừ. Mà ông nói đang trong thân thể của mày là thân thể của ai vậy? Có ông hả? Không biết. Mày như hai ông bình thường. Tôi thấy bình thường mà. Thì tao thấy bình. Nhưng mà tao nghe được ông kia nói. Bình thường chưa? Bình thường không? Bình thường xuống đi, ngồi ngoài đây. Nó lật cái này không vậy? Không, tôi dính cho. Mình có bàn cờ này. Ông không có thể điều khiển chúng tôi được đâu. Mà giờ đi không được rồi nè. Cái gì? Đi không được nè. Cái gì? Cứ ngắt rồi. Giờ cái đầu nó nhức được mà tập mình mày bây giờ nó cứ ngắt rồi. Tôi nghĩ ông không phải trong thân thể của ông đâu. Ông có một chỗ khác. Gì sao xuống không được, cứ ngắt mình à. Ngồi đi. Dù ông trong thân thể tôi cũng không làm gì được á. Dù tôi cũng có mặt trời che chở. Tâm chúng tôi không độc ác, thì ra tôi cũng không sợ. Riêng ông, hôm nay vậy ngày mai khác. Ông đây nè. Ông ẩn mình ở trong cái tủ này nè. Nhưng mà một cái là ông dạng như ông muốn đánh tâm lý mình cho mình sợ á. Là ông ở trong thân thể mình. Nhưng tôi sợ lúc ông ngồi trên đây là bị ông nắm lại trên đây nè. Tại vì ông... thế lạ là gì? Tại sao trong đây quá trời trai vậy? Đúng không? Gì? Gì? Đây nè. Cho trai nhiều dữ ta. Ừ. Tao không hiểu nè, nếu mà ai đó uống thì phải dục gãy gác đúng không? Ừ. Có đâu mà ngộ vậy? Gom đi một nơi một. Thế nãy giờ đó. Mình đòi lần này không biết nữa,
Mày xác đồ trong cái tủ chưa? Chắc có thể là vậy. Mày sao nằm đây? Mấy lần tiếp vô thấy thế này không? Thấy. Thấy à? Trong này lòi ra nguyên cái giống như cái tay cái chân gì đó nhớ không? À đúng rồi. Mà tao nói mày cái lượt các người ở đây á, thì có lẽ ngôi nhà này cũng là cái nơi mà cái người trú ẩn trong đây, và cái người đang làm điều không tốt thì cái nơi này sau này á, khi mà nó sẽ không còn nữa, mọi thứ sẽ không còn nữa, thì các người sẽ không còn nơi là trú ẩn nữa. Vậy sớm hoặc muộn nó sẽ trở về các bụi thôi. Chữ gì không? Góc này nhìn mấy cái hỏa. Chết đi. Đi chết. Chết đi. Đi chết. Ý. Cái gì? Có cái gương mặt của người phụ nữ. Nữa hả? Ủa miếng vải mà giải đủ màu hết. Cái giải giống giống giải quấn mình quá. Không phải nha, ổng với mình ổng là nhiều mảnh ghép. Gì trời. Ê. Cái gì? Tôi nhìn trong kính tôi thấy hình dáng của ổng đâu đâu mà lơ lửng lửng chẳng ơi. Đâu? Nè 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 nè. Tôi thấy hình dáng người nữ, đó là người nữ đó. Không, người nữ là trên hình này. Giống như nó dạ gương lại. Đâu có thấy gì đâu. Phải có gì nó phức tối với ta. Tao thấy mày á. Trời ơi, mau xuống. Không biết ở đâu. Ông muốn gì? Đi theo ta đi. Ok máy. Mời. Ok. Cái máy quay ngày không thấy mà máy quay đi nó mới thấy nè, máy quay ngày nó sọc hết trơn rồi. Thì ừ, nó sọc hết trơn rồi nè. Mà máy quay đi không thấy. Đi theo ta đi. Đi đâu? Cái cửa đóng mở anh kìa. Mở đóng luôn. Tôi không cần tiền. Chúng tôi không tôi... phải vì tiền mà chúng tôi làm công nghệ công việc này. Cái duyên của chúng tôi thôi. Chứ ông đừng nghĩ chúng tôi là vì tiền. Đúng là cuộc sống này không có tiền không làm gì được. Nhưng có những thứ không bao giờ đánh đổi được bằng tiền. Nhưng mà chúng tôi đến đây là mục đích để giúp cho ông và đưa ông đi về một nơi khác tốt hơn. Và cần ông đi khỏi ở đây. Chứ không phải là chúng tôi cần tiền gì đó của ông mà đến đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái ầm ở đây. Ủa cái cửa nó đóng mà. Đâu tao á. Cái cửa đâu mở mà. Không, cái cửa lúc đầu tiên nó đóng. Phải không? Cái gì? Đầu tiên cái cửa nó đóng. Tôi ẩm cái, đừng nói chuyện. Ủa? Rồi ẩm đâu? Ông nào? Mày đứng nói chuyện với ổng mà, mày hỏi ông nào? Ai biết đâu, tôi thấy đâu, đây tôi nhìn qua đây theo mà. Đi cái đây đi, đi cái đây đi, đi cái đây. Đóng cửa lại đã. Ra đi. Nãy ổng đây nè, rồi đâu? Đâu biết, tao nói chuyện với ổng mà cái ông làm cái đồng đó, ông đi lâu đó tôi giật mình tôi nhìn theo thôi, tôi đâu ấy ông đó. Không có lâu gì. Có nghĩa là giống cái ai chồm ở đây nè. Quên cống đen, rồi nghe cái rầm đó quay coi. Kì ổng kìa. Ông vô cái tủ kiến kìa. Trời trời trời.
phải không? Ổng chưa. Sao mà câm mà? Cẩn thận mà. Thấy chưa? Cẩn nha. Phải không? Cẩn thận nha. Ê, dạ không được. Thôi chữ chết đi là không sạch chứ nhỉ. Ông già. Ông vô lòng này ông tới số không mày? Ông tự vô đây là ông tới số không mày? Tôi lau sạch sẽ tôi chở cái tủ đi đi. Vấn đề ở đây là ông biết hoàn gì nha. Ủa. Có tao không còn có bác cầm bác không? Không cầm bác. Ủa. Cái bác đâu? Nó nói nó có thấy hoàn gì đâu. Từ sớm giờ đâu có thấy đâu. Ừ. Tại vì sớm giờ ở bên đây không à? Có khi nào không đi với bác con đâu trời. Có khi nào không? Nó môi Phật ông ơi. Ông có phải là vị em tạm ông xá kìa. Rồi vậy. Ủa, hồi nãy ông nói chuyện tao chứ chẳng chẳng lẽ. Bợ ông. Mà sớm giờ mình đâu thấy ông này. Ông có phải là cái vị ở bên gốc cây xoài không? Nó môi Phật tại sao ông ở bên đây? Ông đi qua đây. Ông giúp tao. Ờ. Rồi ông đi bắt vô đây hay gì? Tao nghĩ là vậy. Ông chỉ tao thấy không? À lúc nãy. Bây giờ em mở cửa cho ông ra đi. Cái gì? Cái gì? Cứng ngắc kìa. Cứng ngắc cả không được. Bởi ông bắt tay không được. Còn ông ơi, làm cách nào tụi con thể giúp ông được đây? Có cách nào không? Ông chỉ tụi con làm giúp đỡ, giúp cho ông ra ngoài. Cái gì? Ê, ê. Có gì? Ôi trời trời trời. Cái gì? Cái gì? Làm sao mà giúp ổng đâu? Không biết làm sao luôn. Ông ơi bây giờ bằng một cách nào đó hoặc là một cái nghi thức nào đó mà tôi con có thể giúp ông đưa ông ra khỏi đây thì ông có thể bày tỏ con để con giúp đỡ hay không? Con không thấy có cái gì đâu kỳ vậy. Cái bát ông ta cầm trên tay có thể giúp ông ra ngoài. Cái bát đâu đây? Mà cái tát cái ông kia ông gặp mà sao? Ủa? Ê mà phải nghe, để ý nghe. Mỗi lần này xuất hiện là ông kia mất tiêu. Mỗi lần ông kia xuất hiện là mất tiêu. Mà thêm bằng này nè. Mấy bà phải không vô đây được. Ừ. Mà giờ chỉ có cái bát ông đó đang cầm mới giúp được ổng thôi. Mà bây giờ cái ông đang cầm vậy rồi sao mình làm sao lấy được? Có thấy được đâu mà thấy được chứ không? Ông ý làm sao lấy được mà giúp ổng á? Mà ý là ổng thấy ông kia rồi sao? Bởi vậy. Ông ơi có cách nào khác không? Tại vì bây giờ muốn có cái đó thì tụi con mới gặp ông ta thì có thể mới có cách để lấy được. Mà bây giờ ông ta không xuất hiện làm sao tụi con có thể giúp cho ông đây? Miếng gì? Ừ, ý là ông nói là cái bác á nằm ở chỗ miếng thiết hay miếng to nghe cái chỗ nào đó. Miếng to. Vậy ông đợi tôi xíu đi. Miếng to nhà to không biết kiếm miếng to nào. Ê, chị cái miếng to như này nè. Ông bán tôi cầm tôi nha. Để có đóng to nè. Có không? Có. Hồi lẽ ông giấu đó sao? Mà giờ nó lấy mà.
Ê, cái gì, cái gì? Được không, được không? Ủa sao mà ông lại bỏ đồ đây ta? Đồ khổng mà. Ừ, mà để mà không giống như cố tình để ngay giữa kẻ mà thôi, có phải? Có chừng khi nào gài bẫy mình không? Không chừng ông này không phải là ông hiền. Tại vì cái ông giữ lúc nào ông đi đâu ông cầm cái bát trong tay chứ. Nếu mà bây giờ ra ngoài mà ông không còn. Ừ. Thì là ông giữ. Làm gì? Còn nếu mà ông còn là ông hiền. Đi đụng chỗ này. Đi. Đi, đi trước. Dạ. Ủa, ông mất tiêu thế. Thôi bây giờ mình quay vô cái bàn thờ này mình cúng. Nè, kiến mà mở được nè. Thì đó. Bây giờ, ê, giờ qua bàn thờ mình cúng ngay dưới giữa nhà này đi. Ừ. Cúng ngay này. Thấp quá không? Đi cúng bàn thờ đẩy thấp quá không? Cúng ở dưới mà mình cúng chưa? Đẩy này nè, đẩy này nè. Đẩy trên cái này nè, cúng trên bàn thờ luôn. Ây da, trời ơi. Ấy đi, tao coi máy được mà. Nhìn okay. Thấy mà. Cúng bịch này lắm nè. Cúng bịch thôi. Ừ. Ở cái hộp này cúng của mình đâu ta? Ừ, cúng nào? Ly chén, ấy ly đồ lúng cái hông. Ừ, không có ly luôn. Rồi. Bữa đó cúng bỏ luôn hả giờ? Bữa chạy nhớ không? Nhớ bữa bỏ quần cái lực. Bỏ đồ chạy không? Giờ có gì cúng lấy đi. Nè. Không có ngồi ngồi hành nó kiếm coi. Chỗ nào? Chỗ cái hai bà già. Đúng rồi, mẹ hả? Gì? Chỗ bà bắt nít hả? Ừ. Thì để Hoành nó kiếm. Để có tiếng thì bà nó kiếm luôn. Ủa cái lưng rồi. Ủa? Giỏi vậy? Gì? Mất cái ly hương này. Ủa nó thấy có ly hương mà. Có. Cái này là má. Tao quá là ma. Quá trời. Tao quằn giết người tao quá ma. Bây giờ không có ly mình cúng ly chai đi. Nó im hơn dưới đất. Mô gì đâu Phật. Giờ đi ra ngoài đi. Đợi mít đây. Giờ con cháu tôi cúng rồi đó. Tùy thôi, muốn đến hưởng thì hưởng, tụi thì thôi. Chứ biết sao giờ. Nên thôi, thành gì vậy? Có lòng vậy thôi chứ biết làm sao giờ. Đóng cửa luôn, không được ra luôn.
Bây giờ muốn muốn đánh hưởng không? Muốn cho nó ra chứ giờ không không cho không, không muốn hưởng là nhà dẹp luôn à. Không ai tắt đèn à. Sao? Không cho ra thì cho không ra. Không cho ra thì hưởng. Rồi đi ra đi. Tôi làm gì chuyện của tôi? Ông mà bán gì chuyện của ông? Đừng
qua đây mà. Được rồi, ông nhờ đây. Ông thiên nhiên, nhưng anh ba có để cho anh theo cho ông. Nhờ đây. Đi đi. Được rồi, tôi đi đây cho ông được rồi. Có gì không? Yên lặng dữ rồi. Không biết nãy không muốn mình dùng. Đi đâu? Nãy mày ra lúc bên kia nghe gì? Không phải, họ không muốn dùng hồi nãy nhớ. Ừ. Không, mà chắc tôi nghĩ họ muốn dùng nhưng mà cái là họ phải cho mình ra đó. Lúc đầu á. À. Ý là không muốn cho mình ra mà ở đây làm gì? Mà khó thở, vô nhà này khó thở. Ông bà cô chú ơi, thì thôi giờ đốt mấy cái tiền bạc này. Đốt rồi, để tao kiếm ngang, kiếm chỗ cầm. Năm mối gì đâu phải. Để cậu mà cậu có thể chứa quân cho thằng chú vị xương thằng chú vị đất đai như đặc thủ thằng cậu điều. Những ông bà bất mặt bất mại cho mình đắc hiện tiền. Thì chúng con bà cúng kiến xong, bây giờ còn khoảng chút lợi thì như bà trái đây nè. Thì con bỏ ra đây, để cho các loài động vật kiến mũi giáp. Dạ. Ê, cháy cây cây. Thế là hưởng Nam Mô Di Đà Phật. Nó còn cái kia đem ngoài đốt đi. Gì? Cái đó đem ngoài đốt đi. Thôi thì hai cô cháu cũng xin phép cả nha. Mong rằng ở đây thì phải coi rõ nữa. Tôi có điều gì nữa hay không? Trời ơi, ông gắn nằm nước rồi. Thấy không? Thôi đi ra đi. Gắn nghỉ trời. Thôi cái nhà, cái hai con cháu còn phải đi ra ngoài. Quá trời. Cảm ơn cái nhà rất nhiều. Mô vô Phật. Chào cả nhà. Đi về thôi. Đi.